tôi là Danny Nguyễn. Thời gian vừa qua, Danny và ekip đã thực hiện rất nhiều shot hình thời trang ấn tượng tại Vĩnh Thi. Video lần này là một trong những video ghi lại quá trình tác nghiệp của toàn bộ ekip. Chào tất cả mọi người. Như quý vị đã thấy là hiện tại thì Loan đang tại Vĩnh Hy và đây là hang ráy. Loan đang cùng với ekip của anh Danny chuẩn bị cho bộ hình ngày mai và đặc biệt là để lấy được những cái khoảnh khắc, cái sắc độ ánh sáng tốt nhất vào lúc bình minh thì chỉ có 30 phút thôi. Thành ra là mọi người phải làm sao mà chuyên nghiệp nhất, chuẩn bị kỹ càng để trong 30 phút đấy tất cả các khung hình đều hoàn thiện. Vì thế nên là ai cũng rất là hối hả. Rất may mắn là trước đây thì Loan đã từng thử đeo dây cáp như thế này rồi, trong một cái lần mà Loan đi thăm quan động bằng trò đu dây cáp. Thế nên là lần này thì Loan không cảm thấy lạ lẫm. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mà với một bộ hình mà Loan lại sử dụng dây cáp này thì Loan cũng hơi giật mình. Không biết tại sao lại nguy hiểm đến thế. Thực ra là khi mà nhìn quang cảnh ở đây ấy thì Loan thấy rất là háo hức. Bởi vì Loan thì chưa cảm nhận được cái sự nguy hiểm thực sự của nó là đến mức nào mà phải đeo dây cáp. Thế nhưng mà với cái đội hình mà hùng hậu như thế này, rồi sự chuẩn bị mà an toàn như thế này thì Loan rất là có niềm tin vào sự chuyên nghiệp, cũng như là hy vọng rằng là thành quả sắp tới của ekip thì sẽ là những bức ảnh mà thực sự là khác biệt và một cái gì đấy khiến cho tất cả những người xem phải trầm trồ. Đợi nước nha, đợi nước nha má ơi. Mấy cái cần lưu ý nè, tại lúc mà nước lên thì chắc chắn anh sẽ chụp không được. Sau khi nước vừa đánh lên cái, lúc bắt đầu rút xuống anh mới canh cái này thì lúc này nước mới chảy ra đẹp được như vậy. Nhưng mà để chụp cái kỹ thuật này thì phải yêu cầu người mẫu cố gắng đứng yên một chỗ, gắng đứng tĩnh. Tuy nhiên mà lúc mà mặt trời mà mới bắt đầu riêng thì mẫu phải đứng lâu hơn, tại cái thời gian phơi để cho nó ra cái tia nè, nó lâu hơn chút xíu nữa. 3, 2, 1. Rồi đẹp lắm nha. Thì cái khó khăn này là mình vừa phải canh người mẫu diễn mà vừa canh cái khoảng khắc nước nữa cho nó đẹp nhất đó. Tại vì sợ lúc đó hôm nay thì còn sáng thì còn mình còn thấy nhau được, chứ còn ngày mai tới thui không có thấy nhau được. Cái lúc mình chụp sẽ rất là tối, như là trời đêm vậy đó. Thì tại vì cái khoảng khắc đó đẹp, giống như cái khoảng khắc này là đang đẹp nè. Nhưng mà khi mà khoảng khắc này lên mà nước nó quá cao, nó không còn đẹp được như vậy nữa. Thì mình chỉ hần đỏ lên cái là phải chụp liền. Hiện tại các phương án an toàn đã tạm ổn. Tuy nhiên, một vấn đề khác phát sinh trong quá trình tập dượt, vị trí đặt đèn mặt đang bị giới hạn, làm hiệu quả ánh sáng trên người mẫu bị flat. Tuy đã dự phòng phương án B, sử dụng đèn switchlight trên drone, nhưng điều lo lắng của Danny là làm sao đèn switchlight có thể thu được tín hiệu từ máy mà không bị nhiễu từ các thiết bị khác.
để lên chứ nó bẻ được cái angle thì đúng rồi, nghĩ là cái angle sẽ để cỡ góc 45 độ nè để cho đánh cái bóng mẫu, cái bóng đổ nó ok xíu. Ok được rồi đó, đây là cái đèn speedlight mới nhất của Sony nha các bạn. Ra lần đầu tiên xài nó cũng hơi ấn lạnh chút xíu, nó mới quá. Anh test lại cái đèn kia nó đèn. Rồi thử trước nha. Rồi. Đây đó, lâu mà nó bị. Ok. Ra, có hình chưa? Rồi, bây giờ mình ra mình thử coi nó có. Ok, cỡ này là ngày mai người mẫu sẽ đứng cái cỡ trợ lý này của em. Rồi thì là máy bay cũng cỡ tầm này thôi và em cũng cỡ khoảng cách này đối với cái tam giác, mình là ba cái tam giác. Rồi chắc ổn á. Các bạn đã theo dõi hành trình chụp hình thời trang tại hang gái của Danny. Để theo dõi tập tiếp theo, hãy click link bên đây. Ngoài ra, đừng quên sub channel của Danny nhé, để đừng bỏ lỡ rất là nhiều clip về hậu trường, chụp ảnh cũng như những clip chia sẻ về kiến thức nhiếp ảnh. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào.